Rồi chào chị Pháp, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình gặp cái bông giấy này đẹp quá bạn. Bông giấy này nè. Bông giấy này ngũ sắc các bạn, năm màu luôn. Công nhận những cái tay nghề mình kích thích cái bông này quá đẹp luôn. Đó các bạn, đây là đúng là năm màu luôn các bạn. Để mình chỉ cho các bạn xem là năm màu nha. Đây là một màu trắng nè. Còn màu tím tím nhạt là 2 nè, tím đậm là 3 nè, hồi giờ màu vàng là 4 nè. Đây còn màu thứ năm là màu trắng nó pha chè cái màu 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 tím trên đầu là cái bông các bạn, pha chè là năm màu nha, quá đẹp các bạn ơi. Cái cây này giá thành ở chợ mà nơi mình sinh sống các bạn, nó ở khu thị trấn Phú Mỹ, trung tâm thương mại, nó bán cái cây này là 1 triệu đồng các bạn, giá thành 1 triệu, gốc không có bự nha bạn, gốc không bự nha, gốc nhỏ nhỏ mà hay thiệt. Mình nãy cái lại nó kích thích cái bông nó ra một cái nó cực kỳ luôn, đặc luôn các bạn. Này gốc có chút tẳng à, gốc là cỡ này nơ 8 cm gì. Đủ loại màu luôn. Nào, bên đây có một chùm màu trắng luôn các bạn. Cái này là cái bông giấy này là cái như là nó chịu bung ra là không thấy lá luôn các bạn, nó kiểu như là còn bông không á, liếp lá luôn. Xúc sắc luôn. Nó phủ lá trang luôn. Xuất sắc luôn. Có một cây bông trang nữa các bạn. Cái bông trang này cũng thị trường giờ đang quý hiếm lắm các bạn. Đây, bông trang này, bông trang này cũng giá thành 1 triệu. Cái bông trang màu gì không hợp? Cái bông màu cái tên gì? Tím sen. Có một cái tím hồng. Bông trang tím tím màu tím sen, tím hồng các bạn. Thị trường giờ cái loại bông này là mắc nè. Còn cây bông trang loại lá nhỏ này, cây này cái tàn khủng nè các bạn. Bao nhiêu năm mà ông hai cây trang bông trang bao nhiêu năm mà? 25 năm rồi. Tính bứng rồi, mà ra sợ nó chết. Vì ở đây oai nước quá thì nó không phát nổi, nó có phát được, gần đây nước cạn cạn được, nước sắt không ra không rồi. Gốc đó các bạn, gốc đó đó, 25 năm rồi các bạn. Cái trồng tháng
Rồi giờ cho Như Pháp xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn gặp mãi tốt lành nha. Bye bye.